Quang A Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại mình đang đứng trước mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quý cô chú anh chị ơi. Đó. Thì hiện tại giờ buổi sáng sớm rất là vắng vẻ luôn quý cô chú anh chị, vẫn chưa có khán giả nào đến đây. Sau khi một cái khán giả đi đến sớm mở hàng đến viếng mộ cậu thì chưa có khán giả nào đến nữa quý cô chú anh chị. Đây nè. Thì thôi Duy Minh xin đốt một điếu thuốc cho chú tiếp ha. Buổi sáng này cầm giùm anh đốt thuốc một cái này. Sáng nay thì quý chú chị rất là hiu quạnh tài mộ của chú, chú hơi hài hết ha, nhúng nhiều miếng trà cho chú vừa hút thuốc vừa uống trà. Nào. À đúng rồi quý chú chị ơi. Đúng rồi. Sau khi mình thắp thuốc xong thì anh em mình sẽ, bây giờ thì ở đây tạm thời không có khán giả quý chú chị ơi. Giờ anh em mình sẽ di chuyển qua bên kia ha, đối diện với chú kìa quý chú chị. Có một cái đám tang cũng thấy rất là lớn á quý chú chị ơi. Nha. Để đi qua bển xem, quay cho bà con của bác xem coi ở nơi đó có cái điều gì khác lạ khi cái đám tang mà đưa tiễn đến, có những cái nghi thức gì ha quý cô chú anh chị. Mỗi đám tang coi nó có nghi thức nào khác lạ hay không đó quý chú anh chị. Đó cái bên này thôi quý chú anh chị ơi. Rồi đi xe mà sao đi bộ luôn. Đó quý chú anh chị, tới bên đây thôi ha. Có cả sư nữa kìa. Đấy, sư đang đứng ha quý chú anh chị. Có cả quay phim luôn. Không biết là đám tang này của ai mà. Đó quý chú anh chị, sát lên mẫu của chú Vũ Linh luôn. Đi lại bước rồi là tới ha. Đó. Đây là quý chú chị. Ô. Đang ấy kìa. Thiền nha quý chú chị. Đây. Đó. Đất tàng này giờ không chống không kèm luôn quý cô chị. Hôm qua thì cái đám tang của một người bà tới là 28 người khiêng quý chị, nhưng mà đám tang này không biết bao nhiêu người khiêng ha, để mình đếm 2, 4, 6. Hình như có 20 người. Đám tang này bao nhiêu người khiêng em trai? Bên đội tang của mình bao nhiêu người khiêng cái đám tang này? Hai mấy hả? 21 hả? Có 21 người khiêng đám tang, hôm qua là 28 người khiêng của chú chị. Mà nghe nói đám tang hôm qua là cái hàng là nặng 1,6 tấn của chú chị. Cái hàng này không biết rồi bao nhiêu, chắc nhẹ hơn. Gì là người thân trong gia đình đó quý anh chị. Nhìn trong cái hàng thì thấy cũng bắt mắt nha quý anh chị, mà không biết là gỗ bằng gì. Thì mỗi ngày thì có khoảng là 5-7 cái đám tang liên tiếp luôn quý anh chị. Đều qua đây thì anh em mình cũng đều thỉnh thoảng ghi hình, tại vì hôm nay là đám tang đây gần mộ của chú Vũ Linh. Những cái hoa văn là hoa văn các nổi, có một bên là rồng, một bên là phụng,
nha quý anh chị, bên dòng bên phụng. Nhưng mà thấy ít nha, ít có quan tài trong nội mình ghi hình đó. Cái quan tài hôm qua là nặng 1 tấn 4 á. Tấn tư gì? Tấn 6. Tấn tư tấn 6 anh? Tấn 6. Ngủ ghê ha. Nặng 1 tấn 6, 28 người thiên. Còn quan tài hôm nay chỉ có 21 người thiên thôi. Chắc là một người điều khiển. Nhưng mà đặc biệt á, hôm nay đám tang hôm nay không có kèn không trống nha. Hơi lạ. Em có biết là đám tang này của ai không em? Ồ, em đi theo ghi hình là bên gia đình chưa hả? Ghi hình khác. Em ghi hình là đăng lên YouTube hay là ghi hình cho chụp hả? Chụp. Đây là một thằng của gia đình. Em chào chị ha. Đây là ông hay là bà chị? Cái bà mất bao nhiêu tuổi rồi chị? Người thân ha, người thân bên kia quá. Người thân bên kia. Bà ở đâu chị? Ở Sài Gòn ha. Hôm qua một đám tang tới 28 người thiền luôn chị. Hàng mà nặng 1 tấn 6. Bà bị bệnh mất hay sao chị? 79 hả? Wow, 79 là cũng cao tuổi, cũng thọ. Bên đây là người thân. Chung là anh em mình cũng mỗi cái đám tang á thì nó có điều có cái cảm xúc khác nhau. Dẫu biết rằng là ai cũng sẽ về dưới đất mẹ Vĩnh Hằng, đúng không? Thì người trước người sau chờ kêu ai thì nó dạ, tới ngày tới tháng thì cũng phải về với đất mẹ thôi, đúng không? Thì anh em mình không có gì hơn nhà ngoài cái lời cầu nguyện cho là bà được giảng sanh về miền cực lạc. Chào anh. Ở đây bằng cho nên là bên trong thì cũng có thầy tụng kinh ha quý chú chị. Review xe mà hàng không? Cái hàng này bao nhiêu đời không biết, nó cứ như vậy chút xíu là mấy anh em mình sẽ nằm thường thường nằm bên đây nè. Thường thường sẽ nằm bên đây góc này. Không. Thường nằm bên góc xe. Người ta sẽ để cái thời gian là bao nhiêu là đời ha quý chú chị. Ồ, có trống nè. Này để mình chia sẻ cận cảnh cho bà con cô bác xem ha. Hướng này. Xong rồi sẽ để đó, tạm thời để đó, xong rồi đợi cho sư thầy làm cái lễ. Cái lễ xong, tụng kinh xong rồi sẽ mới hạ. Ô, có đèn.
vô trong đây để coi sư thầy sẽ làm những cái nghi thức như thế nào, có giống những cái đám tang khác không quý chú vị? Đó, quý chú vị. Đó, ngoài kia cũng có đám tang nữa nè ha. Sáng giờ là ba cái luôn á quý chú vị. Ở buổi sáng cũng là ba cái đám tang luôn. Giờ người ta sẽ đang là làm nghi thức, sư thầy sẽ làm nghi thức để cúng xong rồi mới là hạ nguyệt ha quý chú anh chị. Gì hả? Đi đi à, đạo tỳ qua quý một cầu năm luôn ha quý chú anh chị. Đạo tỳ này là bên cái đội nào vậy ta? Không thấy tên. Chạy hôm Công Thọ Ba quý chú anh chị. À, mấy anh em đạo tỳ đi qua bên quý mộ cầu năm. U. Đi nhanh. Rồi mấy chú qua quý mộ kìa. Thắp hương cho chú Vũ Linh. Phải chạy nhanh mới được. Chèo quý chú chị đào tỳ thắp hương quý mộ của năm đó. Em chào anh à, chào chú, chào anh. Mình cũng mới bên bên đám tang qua đây hả anh chú? Năm ra cho biết. Dạ. Tôi biết. Chào các anh nha. Chắc dạ, là mình dạ. Biết là mọi người nằm ở đây ha. Dạ. Dạ. Rồi thôi, cảm ơn các anh rất là nhiều. Lên qua lên mà không biết rồi nói đẩy này qua rồi. Dạ. Đội đám đội của mình là nằm bên đội nào anh? Của chạy hôm nào anh? Chạy hôm Công Thọ Ba. À Công Thọ Ba ha. Dạ, em chào mấy anh ơi. Cảm ơn mấy anh nha. Đi qua đám ma lớn. Đám ma nào lớn nữa? Ủa đám ma nào mà lớn nữa quý cô chú chị ơi? Ồ đây đây xe kia kìa hả? Vậy anh đi với ổng hả? Vậy em đi bà xã đi vậy không mượn xe anh em đi được rồi cho ông ở đây uống xì tin đi. Đấy đấy hả anh chở cho nè. Đó, đi qua uống gì ạ? Đám tang này có ấy nữa nè, trước mộ của chú Linh. Qua điện thoại nè em. Ồ xe này chạy đá đi. Tàng này hơi lớn nha, có cả ấy luôn nè, quý vị có cả ngựa luôn. Đó. Đó. Có cả ngựa luôn ha quý chú chị. Rồi giờ đi hướng thế à? Ôi quá dữ rồi. Ủa xe cuộn phải chạy nhanh chứ hả? Đó, chạy chạy xíu vậy. Ừ. Đâu tạt đầu không nữa. Đây là trống nè, đây nè, trống nè. Chạy ngựa hả? Ủa mình chạy lại ngựa luôn á. Ủa xe của ông mạnh dữ rồi. Rồi. À. Ủa ngựa nó dạy dữ ha.
chạy không, chạy lông nhông không vậy? Chạy qua luôn ha. Không lợi ngựa luôn quý chú chị ơi, quá trời ngựa chạy rồi, nhanh rồi, thoải mái với em ngựa nha, thoải mái với em ngựa. Ồ đó, quá trời chạy rồi đó. Ba dân mạnh đang điều khiển con ngựa nâu chạy vô bên trong ha quý chú chị đó, quá chạy rồi. Ồ giờ quý chú chị, ồ quá dữ rồi quý chú chị ơi, ngựa đen này quá chạy rồi, khoảng gần 40 km trên giờ nha quý chú chị, 40 km trên giờ quá chạy rồi quý chú chị ơi. Nếu mà đường này là đường nhựa chứ mà đường kia là có thể tốc độ lên 50 á, đúng không? Tại vì đường nhựa là nó trơn quý chú chị, trơn hơn cái đường đất là có thể tốc độ rất là nhanh ha. Quá dữ rồi. Ồ kìa. Đó, sáng nay anh cổ cốt gì là anh đói tới chèo luôn đó. Thấy không? Quá trời luôn. Chạy dữ quá anh. Quay lên ngựa sao có đâu rồi, bỏ ngựa sao xa chưa? Bỏ mất tiêu rồi. Bỏ mất tiêu luôn hả? Trời ơi, ngựa sao yếu quá. Ngựa này là của Dân Mạnh nha. Dân Mạnh sắp vài bữa nữa cũng đám cưới ha quý anh chị. Anh chủ anh gọi là cưỡi ngựa nè, cưỡi ngựa đó quý chú chị, nên là cũng có mời mấy anh em mình đúng không? Rồi ok, chắc tới đây là quẹo quá, quá tới rồi, tới rồi hả em? Quá trời cố rồi, 40 km trên giờ, quý chú chị. Đường nước cũng dám chạy lẹ hơn ha. Kè nè, bên đây nè. Đó. Mấy à? Trời ơi. Chạy bỏ đoạn tan luôn rồi. Bỏ quá xa luôn ha. Khi đi xe mà đâu lợi đây nè. Chiến binh. Xe chạy không lợi nè. Chiến binh gao đỏ quý anh chị. Bây giờ mình rước xuống, mình rước đoạn tan đi. Đi xuống. Mình đảo lợi hả? Đảo lợi. Đi không? Gì hả? Đúng rồi, đoạn tan. Ok. Trống kèn ngựa tùm lum hết. Trống kèn ngựa rồi mình đảo lợi luôn quý anh chị. Phải chạy lại đi. Đâu có chạy lại được. Phải kêu chú ngựa nè. Chú ngựa đâu có chạy lại được, chú ngựa ở đây luôn. Đây ngựa kia là hiện tại bây giờ quý của chú chị theo quan sát còn bỏ rất là xa luôn. Chú ngựa kia. Quay đâu rồi? Nãy giờ chỉ em ngựa. Chú ngựa kia hiện tại giờ là không thấy luôn kìa. Đó. Anh chạy lông công không, người ta anh không có cốt gì chứ hả? Đó. Trời ơi. Đó ai. Dạ vậy mà ta quy ta gửi ta là gì? Cha đúng không? Sa ha, gì ơi. Ông gửi mà ta nói ông quýnh là nhỏ gần chết luôn, nhỏ đau nhỏ đâu có chạy nổi. Thế rồi, sa. Đó. Đó quý chú vậy kìa. Mà tây. Đây đó. Đó. Có sao không? Đây là mấy anh bên đây là bên đoàn của bên Hòa Viên. Đó. Vậy. Sao? Có mà bên Hoa Viên người ta có để hàng cái thang á quý chú chị cho dễ lên. Bên đây là cái khu của là Đức Mẹ nè, quý chú chị. Thôi mình ra trước là quay trống đi. Đó.
biết mà, em đi tới rồi mới đảo lại mà. Đó, quý chú vậy giờ ngừng ở đây ha. Rồi. Đó. Tới luôn rồi quý cô chú chị ơi. Vậy là em cứ cầm hai cây đó đi ha, anh thủ xe. Ờ, anh nói chuyện ở đây cũng nghe mà. Đó. Rồi đó. Ngộ của Mạnh là sung lắm á. Đó, quý chị quay cận cảnh cho bà con cô bác cùng xem luôn ha. Đó. Đây. Đây là chú Mạnh. Chú Mạnh phi ngựa quá dữ, quá mạnh. Chú Mạnh là phi ngựa quá mạnh luôn. Chú ngựa ha quý vị. Tang này rất là lớn quý cô chú vị, không biết của ai thì tí xíu nữa là bà con cô bác hãy đợi tí xíu nữa đi, mình sẽ khi mà ngừng lại á sẽ hỏi thăm ha. Thôi chú chụp hình chạy bộ luôn ha quý chú vị. Đây là khu F3 quý chú vị, quay qua đây ngay khu F3 đó. Khu F3 ha quý chú vị. Đó. Này làm giống cái nghi thức ngày xưa ha, đưa tiễn đồ. F3 là càng chắc đây là đám tang của người chắc cũng nổi tiếng hay sao quý chú chị ơi. Thấy có cả phóng viên luôn ha quý chú chị. Thank you.
đám tang này rất lớn quý cô chú chị. Ở đây mỗi một khu sẽ có nhà chờ ha quý cô chú chị. Đám tang này quá lớn luôn. Hình như mình quay hai cái đám tang chung một lúc luôn ha quý cô chú chị. Trong này là quý cô chú chị, ở đây có rất nhiều mấy ông lăng này ha, lăng đỡ cho mộ nè. Đây là toàn bộ những người thân trong gia đình nó quý vị đang bước xuống. Lời nói đầu tiên cho phép Duy Minh thành thật chia buồn cùng gia đình. Máu quý chương trình. Bà ha quý anh chị, bên kia cũng là bà, bên đây cũng là bà luôn. Cá nhà 4-5 đám tang luôn ha quý anh chị, buổi sáng không. Ngày nay là cái ngày cũng tốt quý anh chị, ngày dí ông thằng Tài. Ngày nay ngày tốt chung nhiều ha, sáng 4-5 rồi. À đúng rồi, 2 ngày tốt liên tiếp. Đây là toàn cảnh những người nhà đang đi vô nhà, vô bên trong. Còn ở bên trong thì có 4 góc mộ sẽ mộ khi mà đưa xuống thì có 4 cái đèn cầy 4 góc ha quý chú chị. Đưa bà vô ha quý anh chị. Nhạc ấy à quý chú chị ơi, nhạc bản quyền á. Okay. Ba ấy chờ.
cái này còn làm cái nghi thức bên các thầy người ta làm cái lễ cúng xong rồi ta mới hạ nguyệt ha quý anh chị. Thường thường ở nguyệt sẽ có bốn gốc đèn, bốn gốc thì có bốn cây đèn cầy. Đó, đám tang nào cũng vậy quý anh chị. Cái đèn cầy giống ngã quá. Không, người ta để gì mà? À, để gì? Người ta để bốn gốc người ta đều để hết. Em không để ý. Rồi, ta đốt cho ấm áp đó con. Cái tục lệ của mình đốt cho ấm áp khi những người mắc thì người ta lạnh lẽo cho nên là mình phải đốt lửa lên cho ấm. Ở bên này gia đình còn đốt giấy tiền, giấy tiền vàng bạc. Làm lại cũng lâu lắm á quý anh chị. Làm lại xong là mình hạ nguyệt xuống thôi. À, quý anh chị thì cũng như tất cả những cái đám tang khác. Nè cụ bà đó mà. Cụ bà. Thôi à. Nó muốn lòng bước cũng đốt ngang cho bà con mà nó sai mình. Ở cụ bà bị sao mà mắc rồi anh? Bà bị đột quỵ. Bà đột quỵ ha. Bà năm nay bao nhiêu tuổi anh? 79 tuổi. Ủa? Bằng với bà bên kia luôn. Bà bên kia cũng 79 tuổi. Là hai bà bằng nhau ha. Hai cái đám tang quay chung một lúc luôn. Hai bà cũng đều 79 tuổi luôn quý chúng chị. Bị đột quỵ ha. Cùng giờ luôn. Thầy coi đúng rồi. Đúng rồi, vậy hai ông thầy này đúng rồi ha. Hai ông thầy này coi gì đúng giờ luôn. Tại em trên tù. Vâng thì quý cô chú chị ơi, video đến đây thì mình cũng xin khép lại quý anh chị. Tại vì nhiều những cái video vừa qua thì làm cái thủ tục cúng đọc nghi lễ thì rất là lâu luôn. Cho nên là Duy Minh xin kết thúc tại đây. Và đọc nghi lễ xong thì chỉ hạ nguyệt và sau đó là cho giấy tiền hoặc là những cái hoa tươi á quý anh chị. Hình như Duy Minh thấy hồi nãy có đem thêm một bọc hoa tươi sẽ gãi xuống dưới cái hàng có một quan tài và sẽ bên hoa viên người ta sẽ lắp cát lợ héo quý anh chị. Thủ tục như vậy thôi. Bà con cô bác xem video có điều gì sơ xuất là có những cái điều gì muốn chia sẻ với Duy Minh thì để lại những cái comment bình luận héo quý anh chị. Và lần cuối Duy Minh cũng xin chia buồn cùng gia đình và xin chúc nguyện cho cụ ba được giảng sanh về miền lạc heo quý anh chị. Giờ Duy Minh xin chào hẹn bà con là một cái video tiếp theo để Duy Minh đảo về mộ của chú Linh heo quý anh chị.